Hướng dẫn cách thay đổi biểu tượng con trỏ chuột. Bước 1. Nhấn nút phím Windows cộng Y để mở setting trên Windows. Trong cửa sổ Windows setting hiện lên, chọn Devices. Bước 2. Chọn tab Mouse ở cột bên trái. Sau đó nhấn chọn Additional Mouse Option bên phải. Bước 3. Trong cửa sổ Mouse Property hiện ra, chọn tab Pointer. Bước 4. Bấm Browser. Một thư mục cursor mặc định ở ổ đĩa C với hàng trăm tùy chọn con trỏ khác nhau sẽ hiện ra. Bước 5. Chọn một loại trỏ phù hợp với chức năng của con trỏ tùy chỉnh, sau đó bấm vào Open để áp dụng biểu tượng mới này. Bước 6. Nhấn OK. Bạn có thể đăng ký kênh của tôi để được cập nhật những video mới nhất và thú vị nhất, đồng thời cũng để giúp tôi đạt được mục tiêu của mình trong việc chia sẻ kiến thức và trải nghiệm với cộng đồng.